Và hôm nay xin phép giới thiệu với các bạn các chị một vài cái dòng xe Honda thế này. Giá là mềm, giá phù hợp với các anh chị, các bạn bình dân phổ thông hơn. Nhiều khi một cái xe nó ướt rồi mắt, nhưng mà em muốn giới thiệu với các bạn một cái nó giá nó mềm để tất cả anh chị chúng ta ai cũng có thể sở hữu, cũng như là có một cái phương tiện đi lại rất là đẹp, rất là sang trọng và đáp ứng được cái nhu cầu làm ăn nha các bạn. Có cái hình thức chút xíu. Và với chiếc xe đầu tiên em muốn xin giới thiệu với các bạn các anh chị, đó là chiếc xe Honda SH màu trắng. Đó, đây là chiếc xe Honda SH màu trắng đen Sibon. Màu trắng đen Sibon. Dàn áo trắng cho mây mới tinh, mâm đen, hộp đen, góc đen, lốc đen, nói chung là tóm lại là một cái xe nó rất là đẹp, rất là hoàn chỉnh, đen bạc, hai chìa khóa còn nguyên. Rất là bạc, rất là mới luôn, rất là liền là mua về là chúng ta chỉ chạy liền thôi, không có hư hỏng vặt nha các bạn. Đó, em này mang biển số là 59E1385586. Rất là liền là số dễ thương các bạn. Tài phát đủ phát lọc. Tài phát đủ thì sẽ phát lọc luôn. Còn với chiếc xe này em xin thưa với các bạn, các anh chị đang mong muốn bán với giá là 59.500.000. 59.500.000 nha các bạn. Rồi, cảm ơn. Và qua chiếc kế nữa là mình xin giới thiệu với các bạn các anh chị chiếc xe Honda SH mẫu đời sau, đèn led 2 tầng. Đèn led 2 tầng. Xe này thì em nó có cái màu đen bóng rất là mới. Đèn led 2 tầng. Mấy cái xe này thì chìa khóa là mặc định nó là bích cây rồi nha các bạn. Máy móc thì thấy chiếc xe này thì cực êm, còn rất là mới luôn, mới từ trong ra ngoài luôn. Các bạn các anh chị có thể nhìn thấy ốc tán của mấy em nó cũng như là phuộc những cái chi tiết đó, rất là mới, tổng thể trong cái xe nó mới đều. Em này mang biển số 59L3-03522. Đó, và với chiếc xe Honda nó mẫu 2019 đẹp đẹp như này thì mình mong muốn bán với giá là 78 triệu nha các bạn. 78 triệu. Rồi, em xin cảm ơn. Và đã có màu đen thì em sẵn em xin giới thiệu với các bạn các anh chị màu đỏ. Bởi vì mỗi người có mỗi một cái sở thích cũng như những màu sắc khác nhau. Em xin giới thiệu chiếc màu đỏ. Màu đỏ thì em rất là thích. Thì các bạn các anh chị thích màu gì thì em cũng luôn tôn trọng các bạn các anh chị. Còn riêng cá nhân em thì chia sẻ là em thích màu đỏ. Xe này đi được 10.800, hai chìa khóa còn luôn nha các bạn. Và với chiếc xe Honda đó mẫu 2019 này, màu đỏ rất là đẹp, rất là mới này. Ốc tán nè, đồ si nó còn rất là đẹp luôn. Cái này là si zin chứ không phải là si lại nha các bạn. Đó, có nghĩa là xe zin, phồn gì cũng còn đẹp. Em này mang biển số là 59 G2-32541. Còn rất là đẹp, rất là mới. Mới từ trái qua phải, từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài. Liền là các bạn thấy không? Dùng em rất là đẹp, rất là mới. Và với chiếc xe Honda SH mẫu 2019 màu đỏ này thì mình mong muốn bán với giá là 80.500.000. 80.500.000 nha các bạn. Và nếu các bạn các anh chị nào mà thích cái mẫu đời sâu hơn nữa, đó thì có cái mẫu đời 2021. Đó, đời 2021 này em nó có cái màu trắng, đèn led mắt thiết màu trắng. Màu trắng chinh nguyên. Màu trắng mới tinh nè. Thì là
coi như là điện tử. Em này thì có nhiều cái tính năng tích hợp hay lắm các bạn. Xe là chạy được 7.800, rất là hợp với điện thoại luôn, chìa khóa thông minh luôn, hai chìa khóa còn nguyên, xe còn rất là mới luôn. Rất là mới, gần như còn bảo hành luôn các bạn. Đẹp mới vậy. Ốc tán các bạn thấy không? Quá đẹp, quá mới ha. Vỏ này còn dày côi. Nói chung mua về là chỉ việc chạy. Em này mang biển số 50Y1 61. 61341. Và với cái chiếc xe Honda NH mẫu 2021 này, quá đẹp, quá mới này, thì mình mong muốn bán với giá tiền là 83.500.000. 83.500.000 nha các bạn. Có cái phiên bản mà các bạn các anh chị cũng hay hỏi mình lắm, là đây là cái phiên bản màu đen mờ 2019. Mình cũng thẳng giới thiệu với các bạn các anh chị luôn. Đó, 2019 màu đen mờ. Có hàng cho các bạn các anh chị luôn. Màu này thì một số các bạn rất là thích, mà em không biết vì sao là các bạn các anh chị thích, thì em cũng quay để các bạn các anh chị xem tham khảo thôi. Bởi vì em thích màu đỏ, mà các bạn thích màu này thì em không biết. Và em này là mang biển số 59C2 96402. Đây là chiếc xe Honda NH 2019 cuối đời, màu đen mờ 150, thì mình mong muốn bán với giá là 94 triệu. 94 triệu nha các bạn. Rồi, em xin cảm ơn. Ngoài ra như em xin thưa với các bạn ấy, còn rất là nhiều những cái dòng xe Honda NH 2021 rồi ABS, ACS thì vẫn còn nhiều ở đây, rất là nhiều. Ví dụ như một chiếc ABS, mình phân biệt với các bạn các anh chị là sao. Đây là chiếc ABS đời 21. Đây ABS có hệ thống chống trơn trượt mấy cái khía nè các bạn. Đây là những cái khía của hệ thống thắng đĩa ABS, chống trơn, chống trượt, chống bó phanh, chạy trong cái môi trường mà trời mưa trơn trượt sắp tới ấy. Các bạn đi mà trời mưa, các bạn sẽ thấy nó phát huy tác dụng rất là cao. Đó, nó sẽ làm cho chúng ta an toàn hơn. Đó, ví dụ như chiếc xe này thì mình mong muốn bán với giá là 91 triệu nha các bạn. 91 triệu. Đó, 91 triệu. Đó, em nó mang biển số là 59N3 41651. Đó, hệ thống gắn đĩa ABS trên dưới an toàn. Đó, thì nói chung là rất là nhiều, còn khá là nhiều. Bây giờ biết cái giới thiệu sau để mặt đó, thì có rất là nhiều, kể cả những xe mà hồ sơ cầm tay luôn, thì giá tiền thì nó cũng mềm. Đó, thì đủ loại, NH mẫu thường cũng có, mà mẫu thường cũng có, mà mẫu 2021 cũng có, 2019 đèn mờ cũng có, rồi kể cả mẫu 300, mẫu NH 300i đó cũng có luôn. Đây, đây là NH 300i đó, mới nguyên. Đó, 300i. Đây, các bạn thấy cặp mình để tượng trưng cho các bạn các anh chị xem. Đó, 300i. 350 luôn, 300 gì nữa. Chạy sao hết nha các bạn. Để nó nắng đĩa ABS. Đến tình, xe này là chưa có đổ xăng nha các bạn. Xe mới hoàn toàn, các bạn có nhìn thấy không, mới hoàn toàn, ốc tán nó mới tinh. Đó, mới tinh. Nói chung là xe mới mà, chưa đổ xăng thì đương nhiên cái gì nó cũng còn mới hết. Thank you.
mới tin. Và với cái chiếc xe SH350i này á, mới tin như vậy á, thì em mong muốn bán với giá là 170 triệu. 170 triệu nha các bạn. 170 triệu là xe mới nguyên, chưa có đổ xăng luôn. À, ngoài ra thì nếu các bạn, các anh chị mà không thích dùng những cái dòng xe SH lớn á, thì còn có cái dòng xe Honda SH nữ. Đó, đây. Đây là cái dòng xe Honda SH nữ, SH ngon á các bạn. À, SH ngon. Mo thì các chị em phụ nữ đi rất là phù hợp, cũng như là rất là nhỏ gọn, rất là tiện dụng hơn. Hi.